sau này là anh sẽ đánh một con siêu xe đến đón Nhất đi đánh gôn đó. Dạ. Anh chưa bao giờ làm cái điều đấy. Xin chào mọi người, ngày hôm nay sẽ lại là một chương trình rất là vui và đặc biệt của Xe Hay. Tôi sẽ mời một người bạn vô cùng hot, vô cùng nổi tiếng, có thể nói là số 1 Việt Nam trong cái ngành nghề của anh ấy. Đây rồi, vừa nói đến ngay. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đi đánh gôn bằng một chiếc xe. À, rất đẹp. Ây, bất ngờ nha. Rồi, mở cốp ra. Bim 5 à, xịn sò, xịn sò. Rồi, cốp để luôn hai bộ gậy. À, cho gậy lên ạ. Lát nữa thì các bạn sẽ biết người này là ai khi tôi lên xe. Xin mời các bạn. Wow, xe đẹp quá. Chào anh. Xin chào, giới thiệu với quý vị và các bạn. Đây là Trần Lê Duy Nhất, một người bạn cũng rất thân của tôi. Và anh là golfer số 1 Việt Nam. Và ngày hôm nay thực sự là rất vinh dự cho tôi vì rủ dê mãi anh Nhất mới cho tôi đi đánh gôn cùng. Anh em mình đi nhá. Thật ra hôm nay là vinh dự của em đấy chứ. Vinh dự của anh nữa. Đó, anh là idol của em à. Nhưng mà phải nói các bạn này biết đấy, cả đất nước Việt Nam này, bất kể ai mà biết đánh gôn thì đều muốn có một lần được đánh gôn với anh Trần Lê Duy Nhất. Không chỉ bởi anh Nhất giỏi mà anh Nhất còn có rất nhiều những cái hay, những cái kiến thức về golf mà ai cũng muốn tìm hiểu. Nhưng mà về xe thì anh nghĩ là anh tự tin hơn em. Nhưng về golf thì anh xung phong, anh là học sinh lớp 1. Gặp em là anh không biết gì luôn. Mà con xe này được đấy nhỉ? Dạ em thấy cũng ok anh. Hợp trẻ Dạ. trung, hợp với dáng em đúng không? Dạ. Với nói chung tất cả những gì trên đây cũng đủ dùng. Dạ. Được. Không con xe dư này, nhưng mà đủ. con này êm ái nhỉ, Dạ. mà thực ra bạn anh cũng chạy con này, Dạ. bạn anh chạy con này thì cũng rất là hài lòng, được, hợp lý. Hôm nay đã được đi đánh gôn với người nổi tiếng lại còn được đi xe đẹp. Ơ này, có cả cái em lắp cả cái cam hành trình Blackpool à? Dạ, Black Blue thì giống như là anh cũng Được không? nói dạ nói cho em lần trước là nếu mà lắp thì nên lắp Black View. Thế là lắp luôn à? Thế là lắp luôn. Ừ, hóa ra là lời nói của anh nó cũng trọng lượng là vết đúng không? Thực ra là con xe này là anh Hùng Lâm tư vấn cho em hết. Cũng hợp lý, bởi vì nói chung là trẻ trung như anh em mình rồi, cũng thích các thứ thì con này là hợp, mà chi phí nó cũng hợp lý. Dạ. Cái cam này lúc đầu anh lên anh không nhìn thấy, anh tưởng là em không dùng, nó cũng gọn gàng đúng không? Dạ. Em dùng em có thấy ổn không? Em thấy rất ổn với cam này là tại vì không có màn hình nên mình không có bị Không mất tập trung. dạ, nhất là những lúc mà lái xe buổi tối. Lái xe buổi tối thì thường mấy cái cam có màn hình thì nó hơi Chói chói. mát, đúng Dạ. rồi. Cái này thì nó cũng tiện, dễ sử dụng. Anh thì trước cũng toàn khuyên anh em dùng con này, bởi vì như này này, lúc đầu anh cũng không biết đâu, xong về sau mình cũng đi tìm hiểu là toàn các anh em bim với mẹc là dùng loại này. Dạ. Thế xong anh mới thử, thì xong ngon anh mới dám bảo em đấy, chứ không lại bị mắng trong một trận. Ai dám mắng anh. Không, sợ lắm, mình cứ phải đồ ngon thì mới giới thiệu cho anh em, chứ không mà giới thiệu linh tinh thì lại dở. Con này hồi đấy anh nhớ là cũng giá hợp lý, mà còn quản lý xe được online xem lại các thứ cũng Dạ, ok đúng không? dạ, dạ đúng Nhiều rồi. tính năng. Dạ. Nói chung là xe mà em thấy nếu mà có tài xế thì em sẽ dùng đến chức năng đấy. Còn xe này là em tự lái nên Không, em cũng ít dùng đúng chưa, giờ cũng chưa có dùng cái chức năng đấy. Dạ. không? Tại vì tại sao lại lại phải dùng cam hành trình, bởi vì là nhiều khi mình đi mình bảo vệ mình thôi, bảo Dạ. vệ mình và bảo vệ chiếc xe của mình. Con này cũng ok, với cả là xe mà sang thì nên mua cái tử tế. Thực Dạ. ra cam hành trình ấy nhiều loại nó cũng 1 triệu 2 triệu cũng có, Dạ. nhưng mà lắp vào nhỡ lại pin nó phồng Đúng rồi rồi anh. nó chập cháy nó hỏng cả xe của mình thì sao? Dạ. Loại này ok đúng không? Dạ. Rất ok, Sau một rất thời gian ổn ok. đúng không? Dạ. Rất ổn. Thôi cũng Dạ. được, Nói thế là được chung rồi. về xe thì anh Hùng Lâm nói gì thì em cứ nghe theo thôi. Đúng, thì lát nữa lên sân golf thì em nói gì anh phải nghe rồi, chắc chắn luôn rồi. Bây giờ là các bạn đã biết rằng tôi là xin xung phong là làm đệ tử học trò của anh Nhất mãi, mà anh Nhất bảo bận lắm, dạo này bận lắm, tôi cứ phải xếp hàng đấy. Mình cũng biết, không biết là xếp hàng đến tận bao giờ đây, anh Nhất định Rồi. không biết đến bao giờ đây. Thế thì anh phải một tháng phải vào đây chắc ít nhất 2 lần.
thì may ra thì em nghĩ là tại vì gôn cái động tác thì mình tập thì cũng tương đối là khó. Khó. Thì một tháng một lần thì chắc nhanh quên có thể, đúng không? Dạ. Thôi được rồi, để anh về không anh có hiệu quả. Anh dạ. Xin phép bạn gái là nếu mà bạn gái đồng ý thì anh sẽ cố gắng vào đây một tháng hai lần. Dạ. Được không? Dạ ok. Hợp lý dạ. Đúng không? Dạ. Sài Gòn may nắng quá nhỉ? Dạ. Nắng thật đấy. Nắng. Dạ, rất, xe toàn phim chưa? À dán rồi này. Dạ, dán rồi. Dạ. 3M luôn à? Dạ 3M. Có thì... phải crystalline? À, tất nhiên là phải crystalline. Nhưng mà crystalline ấy, các bạn phải lưu ý nhá. Nhiều người không biết là hay dán phải loại đều ấy. À dạ. 3M bây giờ nhiều chỗ là tại vì nó cũng tốt và nó dạ. cũng đắt. Cho nên là hàng fake nhiều lắm. Dạ. Anh em mà dán là phải lưu ý là đến đúng chỗ, chứ đến không đúng chỗ mà dán là hỏng đấy. Thì nói chung là chỗ dán phim thì em cũng đã hỏi anh rồi. Có thể hỏi anh, thì, có thể hỏi anh. Thì ai cần biết thì cứ comment. Anh chỉ lấy nhẹ hoa hồng 10% thôi. Ví dụ dán một xe khoảng tầm 15 triệu, anh lấy 1,5 triệu. Được trận gôn nhá. Cũng được đúng không các bạn? Thực ra là nói thì nói thế thôi, vui thế thôi, là anh em mình bao giờ cũng muốn mua một cái xe mới về là muốn làm cho nó tốt nhất, bởi vì nó là cái mà mình yêu nhất. Thì phim này, rồi camera hành trình này, rồi đấy là hai cái mà cơ bản nhất khi mà mua xe là gần như là ai cũng phải nên có để nó bảo vệ cho sức khỏe và bảo vệ cho bản thân, rồi bảo vệ cho xe. Mà mua như thế thì phải chọn những cái chỗ nó uy tín, chứ mua phải cái phim dởm ấy, tiền mất tật mang, mà cái phim dởm nó sẽ làm hại mắt, đặc biệt là đi buổi tối. Đấy vậy thôi. Còn bạn nào mà muốn dán phim cách nhiệt mà loại tốt thì có thể comment ở dưới để mình giới thiệu cho một vài chỗ. Thì nó bạn chỉ cần mua đúng giá và mua đúng chất lượng thôi đã là tuyệt vời rồi. Chứ còn mua phải đồ dởm thôi là thôi, hại lắm. Tiền mất tật mang. Em thấy phim này cách nhiệt khá tốt. Xe em thì nói chung là đi đánh golf thì phải đậu ngoài nắng suốt cả ngày. Mà lúc bước vào trong xe thì thấy không có nóng giống như những loại phim khác. 3M mà, 3M nó cũng là một cái thương hiệu hàng đầu đấy trên thị trường, đặc biệt là phim cách nhiệt. Mà của em mà dán cái loại crystalline là cái loại cũng đắt tiền nhất rồi, xịn sò nhất rồi, cho nên là về độ xuyên sáng này, độ trong của kính là rất chuẩn và cản nhiệt với cả cản các cái tia có hại. Thì cái này anh cũng đã làm video rồi, nó cũng tốt. Chung là hai cái đấy nên mua khi mà mình mua xe, đặc biệt là xe sang, xe tốt thì nên mua lại hợp và dùng. Yeah. Chứ mua lại không hợp đến lúc mình bóc ra nó phí, đúng không? Yeah. Cứ ở như thế. Cũng như là khi mà mình đi đánh golf ấy, mình đi học ấy, thì mình tìm thầy xịn mà học. Chẳng qua là đen là thầy xịn là không nhận dạy mình thôi. Chứ còn học những ông thầy mà dạy không tốt hay là tiền mất mà hỏng lại, hỏng hoàn hỏng. Cuối cùng không ra đâu mà với đâu cả. Đấy nhá các bạn lưu ý nhá. Riêng vụ góp là phải ai mà ở trong miền Nam là phải gặp anh Nhất. Đấy, chứ không gặp anh Nhất là đến lúc mà swing mà lại cứ như kiểu là múa ba lê ở trên sân là xấu lắm. Đầu tiên là mình đúng kỹ thuật. Và động tác nó phải chuẩn. Nhiều người là lòng ngoằng đấy, sau đó là nhiều thứ nữa. Thì đấy, mình là mình ngày hôm nay mình tranh thủ làm cái video để nick anh Nhất, để xem biết đâu là từ giờ đến Tết là anh ý nhận lời, anh ý dạy mình chẳng hạn. À, được không? Thì em cũng nói là em nhận lời rồi. Nhưng mà lại bay vào hai lần hả? Bay hai lần thôi được. Yeah. Thế bây giờ lại phụ thuộc vào mày phải xin phép. Dạ, phải anh cứ xin visa. Ok, anh nghĩ là xin được rồi. Yeah. Nói là học của em thì chắc chắn là kiểu gì cũng có visa. Yeah. Chắc chắn luôn. Nhưng con xe này êm. Con xe này anh thấy rất là thích. Hài lòng. Yeah. Em thấy... Anh cũng chạy con này khá nhiều đấy. Lúc đầu thì anh thấy là giá nó cũng hơi cao một tí. Bởi vì thực sự mà nói Thaco Trường Hải bán bìm hơi cao. Nhưng mà về sau là con này nó có cái chiến dịch, đúng không? Yeah. Nghe có vẻ hợp lý nhỉ? Mà thật ra nhờ vậy nên cũng thời gian vài năm gần đây khi Trường Hải lấy lại bim thì khá ít xe bim trên đường nên mình nhìn nó không có bị... Không bị hóa lẫn đám đông đúng không? Yeah. Nhìn con bim chạy ngoài đường vẫn đẹp. Mà anh để ý xe của em là em chăm sóc chuẩn đấy, từ ngoại thất đến nội thất.
đồ đạc dùng cũng toàn đồ đạc chuẩn. Yeah. Gọi là biết dùng đấy. Yeah. Sau một vài tư vấn của tôi. Thực ra tất cả là tư vấn của anh hết chứ. Cũng một vài thôi, bởi vì các bạn biết đấy, anh Nhất là ngoài việc đánh golf gọi là hàng đầu Việt Nam thì anh Nhất là cũng rất đam mê xe. Hai anh em chúng tôi thì thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau về xe cộ. Và anh Nhất là một người rất đam mê và cũng rất hiểu biết về xe. Có những cái mà tôi còn không biết, có những cái anh Nhất được trải nghiệm mà tôi cũng không được trải nghiệm. Đấy, đấy là một cái hay. Hy vọng là sau này là anh sẽ đánh một con siêu xe đến đón Nhất đi đánh gôn. Đó, yeah. Anh chưa bao giờ làm cái điều đấy. Anh cứ nghĩ là anh phải đi siêu xe đi đánh gôn cơ. Đó, hôm nào mà có cơ hội nhờ, anh em mình lại làm một trận đi siêu xe đánh gôn. Siêu xe thì như bây giờ chỉ có McLaren là để được hai bộ gậy, hai bộ gậy. Yeah. Hoặc là anh em mình đi du thuyền, làm quả review du thuyền cho anh em bạn bè xem cho trầm trồ cái coi, đúng không? Đi du thuyền mà đánh góp thì gọi là best luôn. Yeah. Hợp lý đấy. Nói chung du thuyền nào mà ít say sóng nhất để lên sân còn vững đúng không? Còn đứng vững. Chứ không đấy, đánh lại như say không được. Rồi, sắp đến sân rồi đây. Đường hôm nay cũng không đông lắm nhỉ. Căn bản anh em mình định sớm. Yeah. Nhưng mà lát về chắc là tắc đấy. Hoặc là lúc nãy là ngồi trên cái xe này nó êm quá cho nên là cũng anh cũng không để ý đến là nó đông hay là nó nhanh như nào. Bim 5 là một con xe chuẩn. Bim 5 là một con xe đáng để mua. Nếu mà nó rẻ hơn một chút xíu nữa thì hoàn hảo. Đó, vậy thôi. Thôi, anh em chúng tôi chuẩn bị vào sân đây. Như thế là hòm hòm rồi đấy nhở. Được không? Yeah. Ok. Yeah. Xin chào mọi người nhá. Yeah. Xem anh em chúng tôi đánh hôn nhá. Vâng, và bây giờ thì tôi đang có mặt tại một cái địa chỉ mà các bạn có thể dán phim rất là uy tín, tránh dán phải những cái phim cách nhiệt mà hàng nhái hàng giả. Auto 365. Thì các bạn có thể vào trang auto365.vn để tìm ra những cái địa chỉ đó. Bây giờ thì mình sẽ vào trong để xem là cái quy trình dán phim xịn, phim chuẩn thì nó sẽ như thế nào. Xin mời các bạn vào trong. Xin chào Hoàng. Chào anh. Giới thiệu với các bạn, đây là anh Hoàng, chủ nhân của Auto 365 quận 6. Thì Hoàng có thể cho anh và khán giả của Xe Hay cũng như mọi người được biết là bây giờ dán phim cách nhiệt mà loại xịn, loại chuẩn thì bây giờ làm nào để phân biệt được? Làm gì có cách nào phân biệt đâu, đúng không? Dạ. Thì bên em là được ba em, ủy quyền cho bên em là dán phim cách nhiệt chính hãng của ba em tại bên quận 6. Ừ. Dạ. Thì trong bên phòng tiêu chuẩn của nhóm phim thì bên em có phòng máy lạnh để chống bụi bẩn vào. Phải đúng quy trình đúng không? Chứ dán lung tung là không được, phải đúng phòng máy lạnh đúng không? Dạ. Chứ không thì là sẽ bị bụi vào thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng phim các bạn ạ. Dạ. Rồi em có thể giới thiệu qua một cái phòng như nào được không? Cái phòng dán thì nó sẽ như thế nào? Ngoài phòng kín này, rồi có điều hòa này. Rồi, đấy. À, đây còn có cái gì nữa đây này? Đây là dụng cụ để test phim. À, đây. Muốn biết là phim xịn, phim giả như thế nào, có thiết bị. Đó, đơn giản đúng không? Dạ, đúng rồi. Mình ở đây là mình nhìn thấy ngay. Thì bây giờ mình sẽ làm như thế nào nhỉ? Dạ, bây giờ. Kéo sang đúng không? Để mình nhìn được, chọn màu này. Đây là cái kính. Kính trắng. Dán phim. Thì sờ đây nó sẽ nóng rồi. Rất là nóng. Nóng ngay. Dạ. Sang đây, kính màu thế nào? Rồi, ngon lành luôn. Tiếp theo. Ok. Bên này là kính lái. Kính lái đây đúng không? Không có cảm nhận gì luôn. Như vậy là đây là một cái mà có thể nói là trực quan nhất để mình biết được đúng không? Chứ bình thường nhá, như các bạn phải biết là bình thường nếu như các bạn dán một cái phim mà giả, phim nhái ấy, thì nó chỉ có gọi là màu thôi, màu tối màu thôi. Còn nó không có một cái công năng, không có một cái chức năng gì. Nó cũng không cản được nhiệt nhiều.
Mà cái này nó vừa cản nhiệt này, nó vừa cản những cái tia hồng ngoại, tia cực tím, tia các thể loại tia có hại. Thì phải thế thì mới chuẩn đúng không? Thì anh em mà nếu mà muốn dán phim cách nhiệt 3M chuẩn ý, đặc biệt là dòng Crystalline rất đắt tiền, dễ nhái dễ giả ấy, thì phải đến Auto 365. Thì ở đây sẽ có đầy đủ những trang thiết bị cũng như là cơ sở vật chất chuẩn chỉ để dán. Đó, chứ không là tránh nhiều ra ngoài rất nhiều đồ rẻ tiền, cho nên phải tránh, đúng không? Rồi, cảm ơn Hoàng. Hôm nay ghé qua đây để giới thiệu cho mọi người biết một cái địa chỉ thôi, để mọi người đỡ nhầm, chứ không là cứ thấy là phim 3M gì mà có 1-2 triệu dán một xe làm sao mà đúng được, đúng không ạ? Vậy nhé.